Sự hấp dẫn của giải đấu này có thể nói đây là một kỷ lục của đội Võ Lãi. Trong những năm gần đây thì chúng ta thấy đội Võ Lãi ở Sóc Trăng tổ chức khá là nhiều
ở nhiều địa phương, nhưng mà có thể nói đến thời điểm này thì đây là một giải đấu mà có số lượng ghe có thể nói là kỷ lục, 89 đội tham gia. Chúng ta thấy 89 đội tham gia ở giải đấu này, trong đó là có 85 đội nam, 4 đội nữ, và không chỉ có các tay bơi ở tỉnh Sóc Trăng mình mà còn có các đội ghe, các đội vỏ lãi đến từ tỉnh bạn nữa. Và dĩ nhiên ở góc độ nào đó về sự hấp dẫn thì chúng ta thấy rõ ràng, thì nói gì nói ghe ngò vẫn là môn thể thao vua của chúng ta, ghe ngò vẫn là số 1 thôi, với những chiếc ghe dài rồi lao vuông vút đi, nhịp dầm cần câu tạo nên hình ảnh rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây vỏ lãi cũng có sự hấp dẫn riêng, mặc dù như Quân Khởi nói ghe ngò bao giờ cũng vậy, ở vùng sông nước Nam Bộ mình, đặc biệt là tại Sóc Trăng, là môn thể thao vua rồi. Chúng ta thấy các tài vỏ lãi trang trí màu xanh bơi ở khán đài A dễ dàng dẫn xa, và sau hồi tăng tốc thì giờ là anh em đang nhẹ nhàng để đưa chiếc vỏ mình về đích, cách điểm đích chỉ khoảng 5m nữa thôi, rất là dễ dàng. Một chiến thắng dễ dàng. Và tiếp theo là trận đấu này có lẽ là hấp dẫn hơn, là thấy hai đội hiện tại vẫn còn đang quyết liệt, mặc dù là đội mình thắng đài 4-4 trong trong một màu xanh dương, đã bắt đầu vượt lên, vượt lên. Vẫn còn rất nhiều trận đấu đang chờ xuất phát cũng như là cống hiến cho chúng ta. Như Quốc Hải đã nói thì giải đấu này đã 89 đội tham gia, trong đó có 85 đội nam. Đội chúng ta chia rất là nhiều bảng, thì đây là những trận đầu tiên. Tuy nhiên sự hấp dẫn cái dòng này thì sẽ đấu hấp dẫn nhà nào. Hiện nay vẫn còn soi kè nha, hiện nay vẫn còn rất là soi kè. Hai đội kè trong trang phục màu xanh, xanh lá cây bên phía bên đây và xanh dương ở bờ bên kia, hai đội vẫn còn soi kè. Đây là trận đấu có thể nói là hấp dẫn nhất từ đầu giải tới giờ. Tam sóc ở của kè, chúng ta thấy có những tam sóc trong trang phục màu xanh dương là đội đã về trước, và bên đây trong trang phục màu xanh lá cây chỉ về sau một chút thôi. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Hai đội, các đội đã thi đấu xong, một con sư tử đang chuẩn bị về điểm xuất phát để tiếp tục lượt trận tiếp theo. Bây giờ xa xa như có thể quan sát nhìn thấy thì khoảng 200m nữa chúng ta sẽ được chứng kiến tiếp tục là những trận đấu tiếp theo. Đây là các đội vừa qua lượt trận đầu tiên. Đây là một đội rất mạnh và cũng là nơi thường diễn ra giải đua vỏ lãi hàng năm nhân dịp lễ Saint Toyota, và chính đội chủ nhà tam sóc ta rất là nhiều đội. Coi mà thấy cũng nôn nao chờ đó ốc bóng anh em ha. Hôm nay là mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024. Quân Khởi đang có mặt ở đây ở tam sóc Mỹ Thuận. Tam sóc thì nhắc đến tam sóc thì nó về ghe ngò thì anh em mình đã biết rồi ha. Và lần này nữa thì chúng ta thấy là thêm một cái niềm đam mê của bà con ở đây, đặc biệt là các anh chị em thanh niên, đó là môn đua vỏ lãi, một cái hội đua ở ấp nằm trong lễ cầu an của ấp mà quy tụ đến 89 đội tham gia, trong đó có nhiều đội đến từ các tỉnh bạn. Như vậy đó là theo như được rất là chính xác. Bé gì lớn người lớn sao mà bấm không bằng đâu. Đội số 2 đó chính là đội cô con bé. Đội FC Đại Tam lần đầu tiên tham dự giải có lên. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đội trong trang phục màu xanh. Còn một chớp, còn một rớp đã về trước. Đây là FC Đại Tâm. Kính thưa quý vị khán giả, hướng về đường bước tiếp theo đó chính là trận dòng loại ở bảng A gồm có bốn đội, đó chính là đội cung cấp dế đến Phú Mỹ, đội Sơn Lò Rèn tăng sóc B1 đến từ xã Mỹ Đường, đội Vàng
ở giải đấu thứ 12 ở bảng này là đội số 10 một đội từng rất là nổi tiếng đó chính là đội Chất Mộc Kiên Giang, và đội này từng giành thứ hạng rất cao ở giải đua võ lãi La Vê và thậm chí là giành chức vô địch ở giải đua võ lãi. Chúng ta cùng chờ xem những trận đấu tiếp theo nha. Và bây giờ là có sự xuất hiện của một trong những đội gia đến từ Tân Bạn, đó là Kiên Giang. Quân phải nghe từ thông tin từ ban tổ chức, từ các bình luận viên của ban tổ chức thì sẽ có sự xuất hiện của đội Kiên Giang nha. Không biết là anh em Kiên Giang sang đây là đem theo phương tiện thi đấu của mình, có nghĩa là đem theo giỏ luôn hay không, hay là kết hợp với anh em địa phương. Nhưng mà đội ghe thì là FC Kiên Giang, các đội các tay bơi đến từ Kiên Giang. Và cùng với Kiên Giang thì một đội cánh bạn nữa đó là Bạc Liêu. Và chúng ta thấy năm kết. Rồi xuống đi em ơi, em bây giờ chúng ta xem trận đấu hấp dẫn nè, giữa đội trong trong một màu vàng bơi ở đường bơi số 2 tức là bên trái màn hình, và đội trong trong một màu xanh bơi bên phải màn hình. Hiện nay thì hai đội vẫn còn rất là son kè, và đội màu xanh bắt đầu tăng tốc, bắt đầu trượt lên. Chúng ta thấy nè, tập tốc rất là ngoạn mục, và ghe đi dung dút luôn, đi vô lại thì dung dút luôn. Đó là đây là hai đội dẫn theo nhận định của ban tổ chức, những trận đấu rất xuất sắc. Tuy nhiên là thành chiến thắng đã thuộc về đội Chất Mộc Kiên Giang. Và trong trận đấu vừa rồi thì chúng ta nghe Quốc Khởi vừa nghe chỗ bình luận viên của ban tổ chức thông báo là đội giành chiến thắng là đội đến từ Kiên Giang. Như vậy là chúng ta thấy với cú nước rút vừa rồi giành chiến thắng đó là các tay bơi đến từ Kiên Giang nha. Chúng ta biết là ghe ngò ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh là những ba địa phương có những đội ghe ngò giành nhiều thành tích trong những thập kỷ gần đây luôn. Và lần này chúng ta thấy ở tại đây đội vô lãi đội ghe Kiên Giang đến thời điểm này đang thể hiện một phong độ tốt với một cú những cú bứt tốc về đích vừa rồi. Và tiếp tục xem trận đấu này, thấy Quốc Khởi thấy cũng là đang rất là hấp dẫn nè, hai đội này đang sao kè. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Hiện nay thì đội ghe màu vàng bắt đầu tăng tốc rồi. Anh ta bơi màu vàng khá là lực lượng, giờ rất là phong cách luôn. Hiện tại cầm ghe ngồi hai bơi đầu, chúng ta thấy đội đấu thường đeo kiếm đen rất là phong cách trong trang phục màu vàng, và với những cú tăng tốc vừa rồi thì đội ghe trong trang phục màu vàng đã giành chiến thắng. Rồi cảm ơn rất là nhiều anh em. Lượt đầu tiên mà chúng ta cảm thấy là rất là hấp dẫn, đặc biệt là tinh thần phấn khởi vui vẻ của giải đua vô lãi, tất cả mọi người tập sóc nằm trong một trong những hoạt động lễ quan của ấp, đồng thời cũng là hoạt động để mừng năm mới diễn ra ngay ngày đầu năm mới, mùng một Tết, và rất là vui, rất là sinh khí. Rồi cũng thông qua đây là chúc anh em mình một năm mới mọi việc suôn sẻ, mọi việc tốt lành, một năm mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Chúc mừng anh em, chúc anh em một năm an khang thịnh vượng.